cho bạn có nhiều khán giả có ý mình nói về Nhật Bản và Hàn Quốc. À, thật ra mình đã từng có giới thiệu lịch sử của Nhật Bản và Hàn Quốc trong video khác rồi. À, nhưng khán giả có phản ánh không đủ. À, mình thấy đó chắc là vì khán giả đang quan tâm tình hình hiện tại của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhắc đến Nhật Bản và Hàn Quốc, có lẽ đối với nhiều người sẽ nghĩ đến sự phát triển kinh tế của họ. Và Hàn Quốc từng có bị Nhật Bản thực dân Thật ra, khoảng cách thế lửa giữa Nhật Bản và Hàn Quốc không phải là bắt đầu từ hiện tại. Sớm đến khi Vương quốc Triều Tiên được xây dựng vào năm 1392, hai dân tộc này đã lựa chọn công tầng khác biệt rồi. Nhà vua khai quốc của Vương quốc Triều Tiên là Lý Thành Quế. Ông ấy vốn là một tấn quân, nhưng sau đó xoán vị làm nhà vua. Sau đó, được nhà Minh chấp nhận làm quốc vương và lấy quốc hiệu là Triều Tiên. Trước khi đó, Triều Tiên được gọi là Cao Ly Cao lý là một chính quyền kế thở Cao Cô Ly. Cao Cô Lý vốn là một quốc gia do dân tộc du mục xây dựng, lãnh thổ cũng lớn hơn bản đảo Triều Tiên. Còn Triều Tiên vốn là chỉ một quốc gia truyền thuyết do cơ tờ xây dựng. Cơ tờ là quý tộc của nhà thân. Tân truyền, Chu Vu Vân từng có hỏi cơ tở về tàu lý trí quốc. Nhưng vừa này, đại diện tơ tở nho giáo. Lý Thành Quế, thay quốc hiệu từ Cao Ly thành Triều Tiên, chính là đại diện một chính sách là làm Triều Tiên hoàn toàn chấp nhận nho giáo để sĩ phu làm tầm lớp thống trị chân chính, từng để vô quan làm tầm lớp thống trị nhờ cao đi nữa. Sự thay đổi này là dung với từ nhà tầng đến nhà tống, từ khi đó Triều Tiên từ một quốc gia vô nhân biến thành một quốc gia văn nhân. Quý đầu của họ phải đi qua cửa trước mấy có thể làm quan, còn Nhật Bản thì không. Khi Nhật Bản được thành lập vào thế kỷ 7, trung tâm chính trị của họ vốn là ở bên Tây, nhưng từ thế kỷ 12, những hậu tổ khai thác bên đông nổi lên họ dựa vào vô lực kiểm soát triều đình thiên hoàng và xây dựng một mạng phủ của samurai làm trung tâm chính trị khác từ khi đó tầng lớp thống trị của nhật bản mãi mãi là vô nhân Còn triều tiên lựa chọn công tầng văn nhân giống như trung quốc cùng nhật bản lựa chọn công tầng vô nhân lợi ích của triều tiên là từ khi đó chính quyền rất ổn định cái giá là sức chiến đấu của quý tộc họ suy yếu cái giá của nhật bản thì là những vô nhân luôn luôn đánh nhau không ngừng nhưng sức chiến đấu của quý đồ họ rất mạnh. Sự khác biệt này được biểu hiện trong khi Nhật Bản tấn công Triều Tiên vào năm 1592. Sau khi Triều Tiên muốn làm quốc gia văn nghiêm thì họ có một quốc sách là chủ nghĩa sự tại. Cụ thể là trách nhiệm mình là nước nhỏ và thấy đế của Trung Hoa là nước lớn. Triều Tiên làm nước nhỏ nên tôn kính nhà Minh để tránh xúc phạm ở nước lớn và khiến chiến tranh. Nhưng nhà Minh cũng là một quốc gia văn nghiêm, sức chiến đấu của họ cũng rất yếu khi đó nhà Minh cấm người dân làm thương mại trên biển vì vậy khiến nhiều người ở Ngô Việt buôn lậu họ tuyển dụng một số võ sĩ Nhật Bản làm lính đánh thuê tuy nhiên trong tuổi mắt của chính phủ nhà Minh thì họ là cấp biệt vì vậy quân tuổi nhà Minh luôn luôn phải đánh trận với lính đánh thuê của Nhật Bản vào năm 1555 có một sự kiện thần kỳ xảy ra có một nhóm lính đánh thuê Nhật Bản chỉ có sáu bảy mấy người họ lên bờ ở trên rằng vừa đánh vừa chạy có chạy 500 cây số trải qua 80 ngày và làm binh lính nhà Minh thương vọng 4 nghìn ngày, cuối cùng mới bị tiêu diệt. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy sức chiến đấu của nhà Minh thực sự yếu quá và thông tin này tự nhiên đã từ nhiều người ở Nhật Bản biết tới. Vì vậy, đến năm 1592, sau khi Nhật Bản tạm thời kết thúc thời đại chiến quốc rồi, Toyotomi Hideyoshi nghĩ rằng Nhật Bản có thể chinh phục cả Triều Tiên và Trung Quốc. May mắn là sau đó Triều Tiên của giúp đỡ của nhà Minh ở cuối cùng hai nước liên hợp đánh bại Nhật Bản nhưng nhà Minh cũng có trả cái giá rất lớn tại vì chính là vì chiến tranh này hao mòn tài nguyên quá nhiều 20 năm nữa khi ngày mai tấn công nhà Minh nhà Minh đã thiếu tiền tổ chức quân đội rồi cho nên tăng thuế rất nhiều đó là một trong những lý do khiến người dân của nhà Minh khởi nghiệp sau đó làm nhà Minh sụp đổ còn sau đó Nhật Bản cũng bỏ qua tư tầng bèn chứng sau khi mạc phủ Tokugawa được xây dựng vào năm 1603, Nhật Bản bước vào thời đại bế quan tòa cảng. Nhưng có một sự hiếu ý là chính quyền rất ổn định, Nhật Bản hưởng thụ sự hòa bình trong 200 năm, giống như Tây Âu có thể tích lũy nhiều tài nguyên và nhân tài trong thời đại phong kiến, Nhật Bản cũng vậy. Sau 200 năm nữa, họ sẽ giải phóng sức tích lũy của họ trở thành bá quyền của Á Đông. Còn Châu Tiên tiếp tục yếu đi, Trung Quốc thì làm ngày man hư hộp. Thưa quý vị, trước khi chúng ta bàn về cuộc thực dân của Nhật Bản với Triều Tiên, xin để mình giải thích tư tưởng truyền thống của Triều Tiên. Mình phải nói một câu cung bằng. Thật ra Triều Tiên mấy là tương nước có truyền thống nho giáo sâu xa nhất.